Chim công là một trong những loài chim lớn nhất trên thế giới. Chim công là loại chim đẹp và đặc biệt nổi bật với bộ lông rực rỡ đầy màu sắc. Chúng được coi là loài chim quý hiếm xinh đẹp bậc nhất. Chim công trống có nét đẹp đặc biệt đến từ chiếc đuôi thường xuyên xòe rộng với màu sắc rực rỡ. Rất nhiều người đã nuôi chim công chủ yếu để thưởng thức bộ lông xinh đẹp và đầy màu sắc của chúng. Chim công có hai loại xuất xứ từ Trung Quốc và Ấn Độ. Hai loại chim công này có hình dáng tương tự nhau, tuy nhiên chim công Trung Quốc có kích thước nhỏ hơn. Mà lông trên đầu chim Trung Quốc giống hình lưỡi liềm, còn màu lông chim công Ấn Độ thì xòe ra như chiếc quạt xếp. Chim công mái có kích thước và chiều dài nhỏ hơn chim công trống và lông vũ của chim công cái thường là màu nâu xám. Còn chim công được trưởng thành có kích thước lớn hơn và có bộ lông đuôi dài tới 1-5 mét. Vào mùa xuân, chim trống thường xòe đuôi để khoe bộ lông rực rỡ của chúng. Một con chim công có thể sống trên 20 năm. Bộ lông đuôi của chim công trống rực rỡ nhất khi nó được 5-6 tuổi. Bộ lông chiếm tới 60% tổng trọng lượng cơ thể của chim công trống. Chân của chim công có cựa dùng để chiến đấu. Theo tập tính của chúng thì chim công thường xòe đuôi vào khoảng tháng 4 và tháng 5. Đây cũng chính là mùa sinh sản chính của chúng. Khi đó lông của chim công trống lại đổi mới, có thể do tìm bạn đời. Chúng thường xòe rộng bộ lông đuôi lộng lẫy và đi theo sau chim công cái. Chúng đi lại và nhảy múa ve vãn chim công cái. Mùa sinh sản qua đi, thì hiện tượng xòe lông này cũng dần dần ít đi. Ngoài ra, một số nhà khoa học cho rằng chim công xòe lông vũ là để đe dọa kẻ địch. Nên trong sở thú, sự xuất hiện của du khách cũng có thể khiến chim công cảnh giác và phòng bị, nên nó xòe lông thị uy và phòng ngự. Có một số quan điểm cho rằng khi gặp kẻ thù nguy hiểm, chim công sẽ rụt đầu vào và xòe đuôi ra, dùng màu sắc để mê hoặc, làm cho kẻ địch phân tán sự chú ý, sau đó sẽ tìm cách bỏ chạy. Và một số quan điểm cũng cho rằng thực ra con chim công được xòe lông là động tác khoe khoang sắc đẹp có vẻ là chính xác nhất.